Thảo Vi xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình luận Nam thời sự của The Saigon Post. Thưa quý vị, vậy là sau bao ngày chờ đợi thì cũng đã có quyết định chính thức về việc chuyển giao hàng chục chiến đấu cơ F-16 từ hai quốc gia NATO. Mặc dù việc Ukraine nhận được F-16 là một thông tin vô cùng vui, nhưng cũng không nên vì thế mà chúng ta chủ quan bỏ qua các khía cạnh khác của vấn đề. Theo đó, chính các hệ thống phòng không của Ukraine mặc dù không hiện đại nhưng đã ngăn cản Nga sử dụng ưu thế trên không. Vậy, khi Ukraine sở hữu F-16, liệu họ có thể bảo toàn những chú chim sắt này trước năng lực phòng không được đánh giá làm mạnh hơn của Nga? Cũng như liệu F-16 có thể trở thành viên đạn bạc giúp Ukraine xoay chiều chiến sự hay không? Theo hãng tin Reuters, ngày 17 tháng 8, Mỹ đã đồng ý việc gửi các máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan tới Ukraine. Trước đó, Hà Lan và Đan Mạch đã gửi các văn bản đăng ký có liên quan cho Mỹ, chờ chính phủ Mỹ phê duyệt giống như xe tăng Leopard 2 của Ba Lan viện trợ cho Ukraine vừa qua. Do Leopard 2 là xe tăng do Đức phát triển, nên tất cả các quốc gia sở hữu xe tăng Leopard 2 cần phải xin phép Đức khi chuyển giao chúng cho bên thứ ba. Điều này cũng đúng với F-16 là máy bay chiến đấu do Mỹ phát triển. Việc Hà Lan và Đan Mạch viện trợ cho Ukraine cũng cần có sự cho phép của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Mỹ hoàn toàn ủng hộ Đan Mạch và Hà Lan cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Miễn là các phi công Ukraine hoàn thành khóa đào tạo liên quan, họ có thể trực tiếp lái máy bay chiến đấu F-16 của Hà Lan và Đan Mạch đến không phận Ukraine. Hà Lan có tổng cộng 213 máy bay chiến đấu F-16, nhưng chỉ hơn 40 chiếc vẫn đang trong biên chế chiến đấu và khoảng 170 chiếc khác đã bị loại biên. Nhưng ngừng hoạt động không có nghĩa là hỏng, mà chỉ là niêm phong lại, bố trí người có chuyên môn đảm nhận việc bảo dưỡng để kéo dài tuổi thọ máy bay. Khi có tình huống chiến tranh nổ ra, những chiếc máy bay đã loại biên này có thể được đưa ra sửa chữa hoặc nâng cấp đơn giản. Chúng có thể trực tiếp tham chiến, Tại nghĩa địa máy bay ở Mỹ, hiện có hơn 6.000 chiếc. Nếu những chiếc máy bay này không đưa trở lại hoạt động, chúng trở thành đống sắt vụn. Mặc dù những chiếc máy bay này đã cũ, nhưng việc kiểm tra vẫn diễn ra thường xuyên để bảo đảm rằng một phần lớn trong số chúng có thể được đưa vào chiến trường sau khi bảo dưỡng và thay thế các bộ phận cốt lõi đơn giản. Đan Mạch đã mua tổng cộng hơn 80 chiếc F-16, trong đó 43 chiếc vẫn đang hoạt động, gồm 30 chiếc đang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và 13 chiếc được sử dụng làm huấn luyện. Nhưng nếu chỉ có Hà Lan và Đan Mạch viện trợ máy bay F-16 cho Ukraine, thì số máy bay không có nhiều. Nếu Hà Lan và Đan Mạch dốc túi viện trợ F-16 cho Ukraine, đợt viện trợ đầu tiên là khoảng 45 chiếc, đợt thứ hai có thể tăng lên thêm 45 chiếc, tổng cộng là 90 chiếc. Nếu Mỹ và Bỉ cũng sẵn sàng viện trợ thêm, Ukraine sẽ có thể có được hơn 100 chiếc F-16. Với số lượng từ 90 đến 100 chiếc F-16 là quá đủ với Ukraine, nhưng khó khăn nhất của Ukraine bây giờ không phải là máy bay, mà là khó bảo đảm an ninh sân bay, do Ukraine không thể triển khai tập trung mà chỉ có thể triển khai phân tán. Cũng giống như số máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan viện trợ cho Ukraine. Bà Lan có tổng cộng 28 chiếc MiG-29 và họ đã viện trợ tất cả cho Ukraine. Cùng với Bungary và các nước khác, Ukraine đã nhận được hơn 40 chiếc MiG-29, nhưng hầu như không có chiếc MiG-29 nào trong số này bị phá hủy trên sân bay, mà chúng chủ yếu bị bắn hạ bởi hỏa tiễn phòng không của Nga. Điều này cho thấy Ukraine đã thiết lập một cơ chế phòng thủ sân bay tương đối an toàn. Trên thực tế, Ukraine có một hệ thống đường cao tốc phát triển và máy bay chiến đấu của Ukraine có thể cất hoặc hạ cánh từ đường cao tốc. Về mặt xây dựng nhà chứa máy bay, Ukraine cũng đã áp dụng các biện pháp che giấu, khiến quân đội Nga khó tiêu diệt máy bay Ukraine trên mặt đất hơn. Ưu điểm của triển phân tán là có tính bảo mật cao, nhưng nhược điểm là không thuận tiện cho việc xuất kích tập trung. Có thể thấy hiện tại vấn đề lớn nhất mà không quân Ukraine phải đối mặt là thiếu ưu thế trên không. Điều này khiến không quân Ukraine không thể chi viện trên khu vực chiến tuyến. Trong những ngày đầu của chiến tranh Nga-Ukraine, một số lượng lớn máy bay chiến đấu của Nga như Su-35, Su-30, Su-34 đã bị hệ thống phòng không S-300 bắn hạ. Trong tương lai, khi F-16 vào Ukraine, ngoài việc phải đối đầu với những chiếc Su-35 có tính năng chiếm ưu thế trên không cực mạnh của không quân Nga, nó cũng sẽ phải đối mặt với các hệ thống phòng không khá mạnh của Nga là S-300 và S-400. Về lý thuyết, F-16 không chắc có thể xuyên thủng hệ thống phòng không S-300 và S-400, Tuy nhiên cũng có những cách để lách luật trên thực tế. Israel là nước có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc đối phó với các hệ thống phòng không của Liên Xô, Không quân Israel thường áp dụng các cuộc xuất kích ở độ cao cực thấp vào ban đêm để tấn công từ xa vào lãnh thổ Syria và Lebanon. Chiến thuật tốt nhất của không quân Israel để đối phó với hệ thống phòng không Syria và Lebanon là sử dụng UAV làm mồi nhữ để hệ thống phòng không đối phương khai hỏa, sau đó sử dụng máy bay chiến đấu F-16 phóng hỏa tiễn chống bức xạ để tiêu diệt radar phòng không. Chiến thuật này sẽ tốt hơn nữa nếu có các máy bay tác chiến điện tử thì có thể tạo ra một số lượng lớn mục tiêu ảo và đánh lừa hệ thống phòng không địch bắn ngẫu nhiên. Chiến thuật này đã được Israel kiểm chứng đầy đủ trong trận chiến thung lũng Bika. Theo phân tích của Reuters, sự xuất hiện của F-16 có thể cải thiện khả năng tấn công không đối đất và hỏa lực trên không của quân đội Ukraine. Bên cạnh đó, F-16 có thể tăng cường khả năng đột kích ban đêm và tăng chiều sâu tấn công của quân đội Ukraine. Những mục tiêu như trận địa pháo binh, đài radar và các cơ sở khác của Nga sẽ là mục tiêu của F-16. Thưa quý vị, chúng ta đều được biết rằng Hoa Kỳ đã chấp thuận việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine từ Đan Mạch và Hà Lan. Tuy nhiên, vẫn chưa biết có bao nhiêu máy bay sẽ được chuyển giao và chúng sẽ được trang bị loại vũ khí gì. Và mặc dù vậy, thì các chuyên gia quân sự cho biết máy bay chiến đấu F-16 sẽ trở thành một biện pháp răng đe. Nga sẽ suy nghĩ 10 lần trước khi điều máy bay của mình đến nơi có những máy bay chiến đấu như vậy. Từ đó, F-16 Ukraine sẽ chọc thủng lỗ hổng quan trọng trong phòng thủ Nga ngoại trưởng hoa kỳ anthony blinken đã trao cho đan mạch và hà lan văn bản cho phép cung cấp máy bay số lượng chính xác máy bay chiến đấu có thể được chuyển giao vẫn chưa được biết theo reuters hà lan sẽ phải ngưng hoạt động 24 chiếc f-16 đang hoạt động vào giữa năm 2024 hà lan đang xem xét việc chuyển giao chúng ngoài ra nước này còn rao bán 18 máy bay chiến đấu khác trong khi 12 chiếc trong số đó đã được ký kết các thỏa thuận sơ bộ vào tháng 8, Đan Mạch bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng F-16 và Bộ Quốc phòng nước này cho biết kết quả đầu tiên của khóa huấn luyện sẽ xuất hiện vào đầu năm 2024. Kirill Mikhailov, một nhà phân tích của OSINT, nói với cơ quan rằng Tầm quan trọng của F-16 đối với Ukraine là chúng sẽ tăng cường khả năng phòng không vì chúng có khả năng bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Tầm bắn của tên lửa F-16 vượt xa tầm bắn của bom không khí dự kiến phóng Su-34 của Nga, cũng như tầm bắn của hỏa tiễn chống tăng phóng từ trực thăng K-52 đang gây thiệt hại lớn cho lực lượng vũ trang. Vì vậy, các máy bay chiến đấu sẽ trở thành một biện pháp răng đe. Nga sẽ suy nghĩ 10 lần trước khi điều máy bay của mình đến nơi có những máy bay chiến đấu như vậy. Ông Mikhailov nói, một tính năng quan trọng khác của F-16 là khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao bằng hỏa tiễn chống radar và bom dẫn đường. Loại thứ hai sẽ tiết kiệm hỏa tiễn GMLRS tầm xa của hệ thống HIMARS cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Mikhailov nói thêm, theo chuyên gia quân sự Yuri Fedorov, Đan Mạch có 30 chiếc F-16 đang hoạt động, Hà Lan có thêm 42 chiếc nữa. Được biết, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đạt được bước ngoặt trong tình hình nếu họ nhận được tới 60 đến 70 phương tiện. Nhưng tất cả phụ thuộc vào loại vũ khí mà chúng sẽ được trang bị và liệu những chiếc F-16 có được cung cấp hỏa tiễn không đối không Amram có khả năng bắn hạ máy bay Nga hay không. Nếu Ukraine nhận được một số phi đội F-16 ở Mỹ, một đơn vị như vậy bao gồm từ 18 đến 24 máy bay, thì về mặt lý thuyết, điều này sẽ giúp phản công. Douglas Barry, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, nói. New York Times lưu ý rằng tầm quan trọng của việc cung cấp các máy bay này cho Ukraine là chúng có thể thực hiện cả nhiệm vụ phòng thủ và tấn công. Oleg Ignatov từ nhóm khủng hoảng quốc tế nói với The Agency rằng ngay cả 200 chiếc F-16 cũng không thể xoay chuyển tinh thế một cách đáng kể, vì Nga vẫn sẽ có số lượng máy bay nhiều hơn gấp nhiều lần cũng như khả năng phòng không tốt tuy nhiên việc chuyển giao sẽ bổ sung cho ukraine hỏa lực cần thiết để vượt qua hệ thống phòng thủ trong các hoạt động tấn công trong tương lai ông nói với kiểu chiến tranh đang diễn ra không có loại vũ khí thông thường nào có thể thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho một trong các bên mọi thứ đều hoạt động cùng nhau miễn là bạn biết cách sử dụng tất cả ignatov tin tưởng Thưa quý vị, như đã đề cập ở trên, việc Mỹ bật đèn xanh của Mỹ đã mở đường cho những chiếc F-16 đến Ukraine sớm nhất vào đầu năm tới, lại cộng với khả năng ưu việt của những cỗ máy này. Vậy F-16 có thể thành viên đạn bạc giúp Ukraine xoay chiều chiến sự về điều này, tướng không quân hàng đầu của Mỹ ở châu Âu nhận định, việc trang bị máy bay chiến đấu F-16 sẽ là một bước tiến cho lực lượng không quân Ukraine, nhưng bất kỳ ai cho rằng tiêm kích này có thể hạ gục các hệ thống phòng không hàng đầu của Nga ngay khi tham chiến có thể sẽ thất vọng. Theo tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, các máy bay MiG-29 của Ukraine có năng lực tác chiến, nhưng tiêm kích F-16 sẽ phù hợp hơn với những vũ khí do phương Tây sản xuất mà Ukraine đã nhận được như hỏa tiễn săn radar mà Mỹ bắt đầu cung cấp từ một năm trước. Hiện tại, những vũ khí mà chúng tôi cung cấp cho họ, Ukraine, cần phải điều chỉnh để phù hợp với MiG-29 hoặc Su-27 hoặc các loại máy bay tương tự, tướng Hacker nói, đồng thời cho biết F-16 đã tương thích với những vũ khí đó, vì vậy sẽ hỗ trợ và bổ sung năng lực tác chiến. Các quan chức Ukraine đã nhiều lần đề nghị phương Tây cấp F-16, Kiev cho rằng tiêm kích này sẽ mang lại lợi thế cho Ukraine trước lực lượng không quân lớn hơn và tiên tiến hơn của Nga. Tuy vậy, tướng hacker và các quan chức Mỹ cho rằng F-16 sẽ không có nhiều tác dụng đối với Ukraine ở thời điểm hiện tại, phần lớn do các loại vũ khí phòng không được hai bên triển khai rộng rãi. Điều này đã ngăn cản Nga và Ukraine giành được ưu thế trên không. Đó không phải là viên đạn bạc và không phải đột nhiên họ có thể bắt đầu hạ gục các hệ thống SA-21 vì họ có F-16, tướng hacker cho biết. Rộng lửa S-400 Triumph, NATO gọi là SA-21 Growler, được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tầm xa tiên tiến nhất của Nga. Ngoài hỏa tiễn chống radar, các máy bay chiến đấu của Ukraine đã sử dụng bom dẫn đường do Mỹ sản xuất, nhưng bị Nga đáp trả bằng các hệ thống tác chiến điện tử. Mặc dù F-16 sẽ cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí đó tốt hơn, nhưng tướng hacker cho biết quân đội Nga sẽ tiếp tục thích nghi và điều chỉnh. Theo tướng hacker, lực lượng Nga hiện nằm ngoài tầm bắn của các hỏa tiễn được Ukraine sử dụng. Bất cứ khi nào, chúng tôi cung cấp cho Ukraine một loại vũ khí mới. Các vũ khí đó có thể đánh trúng một trong những sở chỉ huy của Nga, và họ sẽ nhận ra rằng, Bây giờ, vũ khí này có thể bay xa 32 km so với 24 km trước đây. Sau đó, chúng tôi thấy họ tìm cách điều chỉnh và họ di chuyển tất cả các sở chỉ huy của họ xa tới 40 km, tướng Mỹ cho biết. Theo chỉ huy Mỹ, Nga có thể sẽ phản ứng tương tự với các tiêm kích F-16 của Ukraine. Vấn đề là bạn không thể đuổi theo họ bằng những chiếc F-16 trên vùng lãnh thổ do họ kiểm soát ở khoảng cách đủ gần vì bạn sẽ bị một trong số các hỏa tiễn đất đối không của Nga bắn hạ, tưởng tướng cờ cảnh báo. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan hôm 18 tháng 8 thông báo Washington chấp thuận để Hà Lan và Đan Mạch chuyển vào F-16 cho Ukraine sau khi các phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết các phi công Ukraine sẽ bắt đầu huấn luyện sử dụng máy bay chiến đấu F-16 Đan Mạch vào cuối tháng 8 một liên minh gồm 11 quốc gia sẽ tham gia vào khóa huấn luyện này. Tướng Hacker cho rằng quá trình huấn luyện phi công Ukraine sử dụng F-16 sẽ tốn nhiều thời gian. Các hoạt động này sẽ mất nhiều thời gian và điều đó có thể sẽ không xảy ra trước cuối năm nay. Đó là lý do ít nhất phải đến năm sau bạn mới thấy F-16 ở Ukraine, chỉ huy Mỹ dự đoán. Theo tướng Hacker, Việc đào tạo và trang bị cho các phi công Ukraine vận hành máy bay F-16 và các máy bay chiến đấu tinh vi khác sẽ là một dự án dài hạn. Việc thanh thạo F-16 sẽ không xảy ra trong một đêm. Bạn có thể thanh thạo một số hệ thống vũ khí khá nhanh. Nhưng với những hệ thống như F-16, phải mất một khoảng thời gian để có thể xây dựng một vài phi đội F-16, cũng như có được khả năng sẵn sàng và trình độ đủ cao. Điều này sẽ đòi hỏi 4 hoặc 5 năm nữa. Tôi nghĩ rằng trong ngắn hạn, F-16 sẽ hỗ trợ một chút, nhưng đó không phải là viên đạn bạc, chỉ huy Mỹ nhấn mạnh. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của The Second Post. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vy xin trân trọng kính chào.